Gọi 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 mấy ông anh ở Mã Cao, vì chuyến hàng đêm nay của tên tàu, mở tiệc lớn tại nhà hàng năm sao để tiếp đón mấy thằng em đồng lào. Không cần biết mày buôn bán ra sao, anh em tao vào thị trường Mã Cao. Nếu ăn chia mày lấy một tàu ba, còn cả giá thì thôi mình xa nhau. Anh em tao đến từ đồng lào mà ở Mã Cao cuộc sống bao hồng. Mấy thằng lớn nói chơi không vào, mày sống chung tay với vai mày cao nồng. Ở nơi đây không có sự công bằng, cuộc đời tao bao năm nó phong trần, luôn sẵn sàng ở chế độ săn đồng và bật lại rồi lấy sự công bằng. Ngồi bàn lớn nói chuyện với quan to, cụ ngang ly thì mày hơi to gan. Cần VIP thì để tao sang cho, đồ lợi nhất thì có thì so ngang. Không có sự lựa chọn cho mày đâu, tao không rảnh để tiếp con này đâu. Cũng không muốn phải đè đầu một ai, cứ bảy ba thì chúng mới về lâu. Chạy con xe một vòng Mã Cao, kể mày nghe cuộc đời anh em tao. Lúc trước đầu đường xó chợ và xuất hiện cái chỗ nào khó nợ, là thằng nhóc sẵn sàng khát máu buổi cơm chiều để đổi lấy bát cháo. Ôm hàng cắm lằn miệng giúp tiền, chỉ mong sao chuyến này đổi được tiền. Những hình xăm mờ mịt ở trên da, rồng đạp mây quấn hết cả ba bên. Chúc ân tình làm sao mà tao quên, đất Mã Cao phải nhớ hết tên tao. Tao ra xe trước mặt ông Trang để ông thấy chắc luôn chốt sang sông. Bao lần chay đắng nhưng vẫn không than, vì bữa cơm lao lý nó vẫn không màng. Chiến trường nào khốc liệt, môi trường nào khắc nghiệt, trả giá cho bao lần thua biến tao trở thành một thương đài bất kiệt. Cuộc sống hàng ngày với kẻ độc tài, không bao giờ cho thằng nào quát bài. Nhân dân tệ nhưng thích bi hài, gặp lấy xe tao cho mày tát tay. Anh em tao Mã Cao, yeah, dân chơi không ba hoa. Còn nguyên khu trong đêm lỡ mày gặp biến yêu tên xa khá. Lên lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến lược kiên. Anh em tao Mã Cao, yeah, dân chơi không ba hoa. Còn nguyên khu trong đêm lỡ mày gặp biến yêu tên xa khá. Lên lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh rồi tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến lược kiên. Quay từ nhỏ hiểu rõ đời chanh chua, bao lần nhanh thua phải đương đầu. Liền đến cái lúc thành ganh ma, tao còn đánh ra đủ muôn màu. Dặn mấy đứa nhỏ phải thương nhau, bởi vì với tao nghĩa đi đầu. Và chuyện tiền bạc là thứ đi sâu, không nên đổ máu vì những mưu cầu gốc dân đen. Cai quản ganh giới đơn thân lên, thằng nào lên phán chén cơm người khác thì chuyện nát ốc rất thân quen. Quan trọng nghĩa khí tiếng anh em, Mã Cao đèn sáng xuống quanh đêm. Lỗ tai sổ kém tầng hình gây cốt tắt lưng quét xuống đứng chăm xem. Em gái mặc kem cho mày chán, nếu như mày chán gan gan nó đưa mồi bán ba em bành hán gian ngang. Điều những con hạng ngón phải tiền sáng đây không phải gái lang thang. Dù đất ăn chơi nếu không thì sống đua thì rất bất hàng vàng. Đó là chuyện kể về chuyện ăn gian, phải lấy bàn tay đổi mấy căn vàng. Rõ ràng khi mày ăn quen đất casino này chắc an toàn. Nơi đây không nghe thiết lý, muốn luồn lách thì phải biết ý. Nói thẳng ra tiền là thiết yếu, lo lót an nguy trên từng bước đi. Quay đi, đi, đi theo tao vào đây. Ê, đi, đi, đi theo tao vào đây. Ê chi 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 nguyên bao tiền gas, chơi không ai phiền ta, cách chơi Mã Cao là đây. Anh em tao Mã Cao, nhờ dân chơi không ba hoa. Còn nguyên câu trong đêm lỡ mày gặp biến yêu tên xa khá. Lên lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh tao có thằng em, cuộc sống mang đến tạo chiến lược kiên. Anh em tao Mã Cao, nhờ dân chơi không ba hoa. Còn nguyên câu trong đêm lỡ mày gặp biến yêu tên xa khá. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh rồi có thằng em, cuộc sống mang đến tạo chiến lược kiên. Anh em tao Mã Cao. Sang châu Âu, lương tháng chỉ có 5 triệu mà em mua hẳn một căn nhà lầu.
một cuộc thi nè. Tiết kiệm phải biết dùng chiêu mà gửi đầy da mùi dùm đồ hiệu. Đêm nay hai ta gặp nhau mà hai ba ly nào ta cũng chiêu nè. Đường lẹo là môn năng khiếu mới tung si kêu em phải dùng chiêu. Đường thái nhi có 5 triệu mà lời em cãi tất cả bao nhiêu à.